Nếu các bạn có nhu cầu mua phụ kiện điện thoại Samsung chính hãng giá rẻ nhất thị trường, hãy đến ngay với App Store của mình nhé. Tất cả các sản phẩm trong shop của mình đều là bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1 và được tư vấn miễn phí 100% nha. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của Pháp Công Nghệ đây. Sau một kỳ nghỉ lễ dài ấy, thì không biết mọi người đã quay trở lại với học tập, với công việc của mình chưa nhỉ? Tất cả những cái bạn comment và yêu cầu mình ấy, thì từ từ mình sẽ sắp xếp thời gian lên video dần cho anh em nhé. Trong video ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ thực hiện hai yêu cầu của các bạn, đó chính là test trong Pova Launcher 1.2 không cài thêm shader để 12 trang. Tra tấn Xiaomi Mi 14 Pro đi anh, comment 3 lần rồi chưa thấy video ý. Nhưng mà mình sẽ thay đổi cái bài test một chút nhá. Mình sẽ test ở trên Minecraft. Nhưng mà Minecraft này ấy, là Minecraft bật sắc đơ đồ họa cực đẹp nhá. Vậy thì chi tiết thế nào ấy, bắt đầu video thôi. Ok, trên tay của mình chính là em Xiaomi 14 Pro nhá. Chiếc máy hot nhất, xịn nhất, flagship nhất của nhà Xiaomi tính tới thời điểm hiện tại nhá. Cái phiên bản này ấy, thì chỉ thua cái phiên bản quanh khung camera có màu thôi nhá. Nói sơ qua về tổng quan chiếc máy ấy, thì chiếc máy này có cụm càm rất là to nhá và lồi hẳn lên so với thân máy này. Khung viền thì là khung viền màu đen làm bằng kim loại trơn nhẵn nhá. Sờ vuốt cực kỳ sướng luôn anh em ạ. Chiếc máy cầm rất là cứng cáp, phải nói độ hoàn thiện cực kỳ cao. Phải nói rằng Xiaomi ấy, chính là iPhone của Trung Quốc không sai đúng không nào? Màn hình thì đường vắt cong bốn phía ấy. Nhưng mà trong lúc mình trải nghiệm ấy, thì mình cảm giác là điều hướng quay lại ấy, nó hơi delay một chút, hoặc là do mình đã quen sử dụng với những chiếc máy Realme rồi cho nên là mình chưa quen được cái cảm giác là vuốt chạy trên con máy này nhá. Ok, trước đây mình đo điểm AnTuTu của em nó thì em nó được 1.987.000 điểm nhá. Vậy thì hôm nay mình sẽ test lại chiếc Mi 14 Pro này để xem em nó chịu đựng được đến mức nào nhá. Mình sẽ không test trên Liên Quân nữa mà mình sẽ test trên Minecraft nhưng mà bật sắc đỡ BLS và mình sẽ bật thêm Genshin. Mình sẽ cho Genshin Impact ra cửa sổ nổi nhá. Bây giờ mình sẽ bật thêm Minecraft này. Phiên bản Minecraft của mình là phiên bản 1.16 nhá. Mình cài phiên bản này ấy để cài shader cho nhanh, cho nên anh em thông cảm nhá. Đây là một cái shader modpack siêu thực nhá. Mình thì đã kích hoạt cái shader BLS nhưng mà khi mình bật cả hai shader này thì khung cảnh nó bị xung đột một chút nhá. Cho nên mình sẽ chỉ bật BSL thôi. Mình sẽ vào game này và mình cũng cho Minecraft ra cửa sổ nổi nhá. Ở trên chiếc máy này thì mình chưa bật được hai cửa sổ nổi cùng một lúc cho nên mình sẽ cho Genshin chạy ngầm. Và bây giờ mình sẽ test lại AnTuTu này, quay phim màn hình này. Bật thử lại AnTuTu này. Test again này. Ban đầu ấy, thì mình sẽ chơi Minecraft nhưng mà khi gần kết thúc cái bài test ấy, thì mình sẽ cho nổ 27.000 quả TNT để xem em máy này có thể chịu đựng được không nhá. Ôi ôi, Minecraft đặt BSL vào ông này nhá. Kể cả em Xiaomi 14 Pro thì cũng không thể nào mượt nổi sau cái bài test kinh dị của mình nhá. Mặc dù đang chơi Minecraft là một tựa game khá là nhẹ nhưng mình thấy nó lag không khác gì kiểu Genshin Impact bật cùng với cả Liên Quân. Đây là mình còn để Genshin chạy ngầm thôi nhá. Chuyển cảnh vuốt chậm này. Ui ôi, nó đứng luôn rồi anh em ơi. Đấy nhá, nó đứng luôn này. Đứng luôn nhá. Quá kinh dị đúng không mọi người? Ủa, anh em thấy là mặt trời này, cái sắc đờ này phải nói là quá đẹp anh em ạ. Cây cối này, rung chuyển này, hiệu ứng ánh sáng các thứ, quá đẹp luôn. Mình sẽ show cho các bạn mặt nước nhá. Tất nhiên ấy, thì nước ở trên Minecraft PE nó không thể nào đẹp bằng những cái sắc đờ trên Minecraft PC được. Nhưng mà mình thấy cái nước này cũng vẫn khá là đẹp rồi đúng không anh em? Cảm giác cũng khá là thực tế rồi. Bây giờ mình sẽ thử xây một cái gì đó nhá. Nếu mà các bạn thắc mắc tại sao mình bấm chậm như thế là bởi vì mỗi lần mình bấm ấy thì máy nó sẽ delay tầm khoảng 0.3 cho đến 0.4 giây nhá. Cho nên mình cảm giác nó không được mượt mà cho lắm, bấm toàn sai thôi. Sau 8 phút mình test ấy, thì mình thấy chiếc máy này nóng kinh khủng luôn ạ. Nhưng mà bởi vì mình quên mất không chuẩn bị cái quạt tản nhiệt ở đây cho nên là mình nghĩ là em máy này có khả năng cao nó sẽ đi nhá. Nóng quá mọi người ạ. Đó, mình đã xây xong một căn nhà là bằng ô vuông rồi mọi người. Bởi vì chiếc máy này đang khá là lag cho nên là mình không thể xây một căn nhà đẹp đẽ cho mọi người xem được. Cho nên là mình xây cơ bản thôi. Miễn mọi người có cái đi có cái về lại được đúng không nào. Ui ôi, cầm điện thoại như kiểu đang bỏng tay mọi người ơi. Cầm như kiểu cầm hoàng than ở trên tay ấy. Nóng nhất ấy là cái phần khung viền này này. Bởi vì khung viền của nó là bằng kim loại nhá, cho nên là dẫn nhiệt cực kỳ tốt. Vì cái khung chát gõ đệ gõ lạnh ấy nó đang bị chặn bởi cái cửa sổ nổ này, cho nên mình chỉ có thể đặt bom thủ công thôi nhá. Mình sẽ đặt bom kín hết chỗ này này và tí mình sẽ cho kích nổ vào lại. Vậy là chiếc máy của chúng ta không test được mọi người ạ. Phải ấn test lại thôi. Cứu tôi, tài ơi. Ok, mình sẽ cho phát nổ những quả bom TNT này. Nổ đi, lag quá mọi người ơi.
Ok, vậy là chiếc máy của mình đã đo xong điểm số AnTuTu rồi nhá. Sau lần thứ nhất đo AnTuTu thất bại ấy, thì nhiệt độ của em nó đã tăng tới 48,7 độ C và đạt mốc đó chính là 50,5 độ C nhá. Cái lúc đấy ấy, thì chiếc máy này bốc lên một cái mùi hơi khét một chút và có hơi nóng bốc lên rất là kinh nhá. Cho nên mình sợ quá, mình phải cấp cứu ngay cho em nó bằng một con quạt tản nhiệt Fan Cooler Bear Pro nhá. Thì em nó sau đó mới giảm nhiệt độ xuống còn 46,1 độ C nhá. Sợ quá không ạ? Tí nữa thì bay mất mấy chục củ. Và điểm số của nó thì đã giảm xuống chỉ còn 1.335.000 điểm nhá. Một điểm số vẫn khá là cao so với cái lịch sử mà bị giảm nửa số điểm đối với những dòng máy Xiaomi khác nhá. Ok, nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình ra những video tiếp theo hay hơn nha. Tạm biệt các bạn ạ.